Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Theo nhận định của các chuyên gia, Trà My sẽ là cơn bão có đường đi phức tạp nhất từ đầu mùa do sự chi phối của hai yếu tố là hệ thống không khí lạnh và sự tương tác của cơn bão hình thành ngoài khơi Philippines. Hiện nay, các mô hình tính toán dự báo trên thế giới cho ra nhiều kết quả khác nhau về đường đi và cường độ của bão Trà My. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo trong 2 ngày 25 và 26 tháng 10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với vận tốc khoảng 15 km/h và tiếp tục mạnh lên. Đến khoảng 19 giờ ngày 26 tháng 10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 210 km về phía Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15. Đây cũng là lúc bão đạt cường độ mạnh nhất. Sau ngày 26 tháng 10, khi tiến dần vào vùng biển khu vực Trung Bộ, bão Trà My sẽ di chuyển dị thường. Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định, bão có thể di chuyển chậm lại, giảm cấp và đổi hướng trong khoảng thời gian này. Khả năng đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng, cần phải theo dõi tiếp. Trước đó, do ảnh hưởng của bão Trà My, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 đến cấp 10, tương đương 75 đến 102 km/h, giật cấp 12, sóng biển cao 5 đến 7 mét. Vùng gần tâm bão từ 7 đến 9 mét, biển động rất mạnh. Dự báo từ đêm 25 đến ngày 26 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 9 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, vùng gần tâm bão từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Thời gian này, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 10, biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, khu vực Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động, sóng biển cao từ 3 đến 6 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Trước thông tin bão số 6 Trà My sắp đổ bộ, nhằm chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, ngư dân tại Âu Thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã khẩn trương neo đậu tàu thuyền và chuẩn bị phương án tránh bão. Theo ghi nhận, nhiều ngư dân tại Âu Thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà đã khẩn trương neo đậu, gia cố tàu thuyền nhằm giảm thiểu nguy cơ hư hỏng, đảm bảo an toàn cho tài sản khi bão đổ bộ. Ngày 24 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành công điện về việc ứng phó với bão gần Biển Đông. Theo đó, thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, quận, huyện, lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan chủ động theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến thiên tai có thể xảy ra để kịp thời ứng phó theo các phương án đã chuẩn bị. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng khẩn trương thông báo cho tất cả các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến và vùng nguy hiểm của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, khẩn trương vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn, đồng thời phối hợp với Cảng vụ Đà Nẵng, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và các đơn vị liên quan sẵn sàng phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển. Bão nhiệt đới Trà My đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và buộc hơn 150.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở Philippines. Thông tin được đưa ra bởi các quan chức địa phương trong ngày 24 tháng 10 khi cơn bão đổ bộ bờ biển đông bắc của nước này. Bão Trà My đã gây mưa lớn ở đảo chính Luzon của Philippines, dẫn đến lũ lụt và lở đất trên diện rộng. Hầu hết các trường hợp tử vong vì bão Trà My trong vài ngày qua là do đuối nước và lở đất ở khu vực Bicol. Trong đó có thành phố Naga, nơi 14 người được báo cáo tử vong trong ngày 24 tháng 10. Chính phủ Philippines đã ra lệnh đóng cửa các doanh nghiệp và trường học trên đường đi của cơn bão để đề phòng mưa lớn và lũ lụt. Hơn 163.000 người hiện đang trú ẩn tại các trung tâm sơ tán, hầu hết là ở tỉnh Bicol, khi người dân phải rời bỏ nhà cửa vì nước lũ dâng cao tới tận mái nhà. Cơ quan quản lý hàng không dân dụng cho biết, trong ngày 24 tháng 10, ít nhất hàng chục chuyến bay trên khắp đất nước đã bị hủy do cơn bão. Ngân hàng Trung ương đã hủy giao dịch ngoại hối và hoạt động tiền tệ trong ngày thứ hai liên tiếp. Được biết, Philippines ghi nhận trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Các cơn bão thường gây ra mưa lớn, gió mạnh và lở đất dẫn đến chết người. Bão số 6 Trà My, tức Trà My, đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 do chịu tác động cùng lúc của không khí lạnh và hoàn lưu bão mới hình thành ngoài phía đông Philippines nên hướng di chuyển của bão còn thay đổi bất thường. Chiều ngày 24 tháng 10, bão Trà My đã vượt qua kinh tuyến 120 và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6. Lúc 16 giờ, vị trí tâm ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tương đương 75-88 km/h, giật cấp 11,
di chuyển theo hướng Tây với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra nhận định về hướng di chuyển của bão số 6. Theo đó, tính từ thời điểm đưa ra dự báo, trong 48 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ trung bình khoảng 15 km/h và có xu hướng mạnh dần lên. Khi di chuyển tới khu vực phía đông của quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão có khả năng đạt mạnh nhất cấp 12 giật cấp 15. Ông Hưởng cho biết, trong những ngày tới, do chịu tác động cùng lúc của hệ thống không khí lạnh và hoàn lưu bão mới hình thành ngoài phía đông Philippines, nên hướng di chuyển của bão sẽ còn có sự thay đổi bất thường. Đặc biệt, khi đi qua quần đảo Hoàng Sa đến vùng biển ngoài khơi Trung Bộ sau ngày 26 tháng 10, bão số 6 có thể di chuyển chậm lại, giảm cấp và đổi hướng. Khả năng đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng, cần phải theo dõi tiếp. Ông Hưởng nhấn mạnh những lưu ý trước mắt trong 2 ngày tới là các nguy hiểm về gió mạnh, sóng lớn trên biển, bao gồm ở các khu vực phía Bắc, giữa của Biển Đông. Vùng biển huyện đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 đến cấp 9, sau đó sẽ tăng mạnh theo quá trình tăng cấp của bão. Đồng thời, ngay cả khu vực phía Nam của Biển Đông cũng chịu tác động của gió mùa Tây Nam mạnh cấp 6, gây ra tình trạng biển động. Những tác động về gió mạnh đối với khu vực biển ven bờ cần theo dõi thêm trong bản tin tiếp theo. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, trong 24 giờ đến 48 giờ tới, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét, các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Nhận định xa hơn, từ đêm 26 đến ngày 3 tháng 11, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng Bắc và Trung Trung Bộ, khoảng từ đêm 26 đến 28 tháng 10, có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khoảng từ đêm 26 đến ngày 29 tháng 10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 119 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 đến cấp 10, tương đương 75 đến 102 km/h, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h và đang có xu hướng mạnh lên. Đến 4 giờ ngày 26 tháng 10, bão số 6 đạt cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 10, bão số 6 trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa đạt cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 14. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 10, bão trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Tây, đạt cấp 10, giật cấp 12. Từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại, có khả năng đổi hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, sau có khả năng đổi hướng Đông, cường độ có suy yếu dần. Về tác động của cơn bão số 6 Trà My, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 đến cấp 10, tương đương 75 đến 102 km/h. Giật cấp 12, sóng biển cao từ 5 đến 7 m, vùng gần tâm bão từ 7 đến 9 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Hồi 13 giờ chiều ngày 24 tháng 10, cơn bão Trà My có vị trí tâm ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 120,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía tây bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tương đương 75 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15 đến 20 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày 25 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10 đến 15 km/h, đi vào Biển Đông. Tọa độ 17,4 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 690 km về phía đông. Gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 đến 20 km/h. Tọa độ 17,9 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 320 km về phía đông đông bắc, gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây khoảng 15 km/h, tọa độ 17,6 độ Vĩ Bắc, 111,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, gió cấp 11, giật cấp 13. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây-Tây Nam.
mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, sau có khả năng đổi hướng Nam Tây Nam. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, tương đương 89 đến 102 km một giờ, giật cấp 12, sóng biển cao 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Trước diễn biến phức tạp của bão Trà My và có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến địa phận Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban ngành và chính quyền địa phương và người dân không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, phải đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân lên trên hết. Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó bão với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra bão, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động di rời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Chủ động chặt tỉa cây xanh đường phố, phát dọn hành lang tuyến đường dây điện trong khu vực nội thị, thị trấn, trung tâm hành chính, bệnh viện, nhà máy nước. Nhân dân cần tự kiểm tra hệ thống điện, chủ động chặt tỉa cây xanh xung quanh nhà để giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Trước diễn biến phức tạp của bão Trà My, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam yêu cầu rà soát toàn bộ 17 hồ chứa do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý và 65 hồ do các địa phương quản lý. Song song chỉ đạo các đồn biên phòng duy trì kiểm tra, kiểm đếm số lượng tàu thuyền và số người đang hoạt động trên biển, đặc biệt các tàu cá xa bờ và khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão, tham mưu các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân sống gần biển, trên đảo, các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy hải sản. Theo thống kê, Quảng Nam hiện có khoảng 62 tàu trên 2.322 lao động đang hoạt động trên biển. Một tàu vận tải đang neo đậu trong cảng với 21 thành viên sẽ triển khai bắn pháo hiệu khi có lệnh cấm biển, kiên quyết yêu cầu người dân ở các lồng bè lên bờ và chỉ đạo chủ động phương án di rời dân ở các vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Sau khi vào Biển Đông, bão Trà My chịu tác động của nhiều yếu tố và trở nên rất khó dự đoán. Đến ngày 24 tháng 10, cơn bão được nhận định là có khả năng cao sẽ quay đầu đột ngột 180 độ ngay trên Biển Đông. Trong trường hợp này, bão có còn nguy cơ gây ảnh hưởng đến nước ta. Bão Trà My, hay được gọi là Trà My, hoặc ở Philippines gọi là bão Christine, đã đổ bộ Philippines và được dự báo sẽ đi vào Biển Đông trong ngày 24 tháng 10 hoặc rạng sáng ngày 25 tháng 10, trở thành cơn bão số 6. Sau khi vào Biển Đông, bão Trà My di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, có lúc hơi ngả sang Tây Nam, hướng về phía miền Trung nước ta. Do có nhiều yếu tố đang tác động đến cơn bão này, bao gồm gió, áp cao và cả một vùng áp thấp khác đang ở Tây Thái Bình Dương, nên các mô hình dự báo lớn trên thế giới như của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản GMA đều chưa đưa ra nhận định là sau đó bão Trà My sẽ di chuyển ra sao. Nhưng Cơ quan Khí tượng Philippines Pagasa vào sáng ngày 24 tháng 10 đã có dự báo khá giống với mô hình của Anh và của châu Âu là bão Trà My sẽ đi đến khu vực gần quần đảo Hoàng Sa của nước ta rồi quay đầu 180 độ. Nếu bão Trà My đi đúng như dự báo trên thì miền Trung nước ta sẽ tránh được lần đổ bộ trực tiếp của bão. Tuy nhiên, theo những dự báo hiện tại thì dù vòng ngược ra biển nhưng bão Trà My vẫn giữ được cường độ của một cơn bão chứ chưa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và vẫn có khả năng quay đầu một lần nữa lại đi về phía miền Trung. Bão Trà My di chuyển lạ lùng và phức tạp. Ngay cả trong trường hợp bão không đổ bộ nước ta thì vẫn có thể gây mưa lớn diện rộng ở miền Trung từ khoảng 26 tháng 10 hoặc 27 tháng 10, theo dự báo hiện tại. Vì vậy, người dân lưu ý thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương để có cách ứng phó phù hợp và kịp thời. Đã có 13 người tử vong do nhiễm vi khuẩn ăn thịt người ở Florida của Mỹ trong năm nay. Số ca tăng đột biến liên quan đến các cơn bão đã càn quét tiểu bang này. Cụ thể, cơ quan y tế Florida cho biết, tính từ đầu năm đến nay, có 74 ca nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus được xác nhận, trong đó năm 2023 có 46 ca và 11 trường hợp tử vong. Ngoài ra, cơ quan y tế Florida cũng cảnh báo vi khuẩn Vibrio vulnificus thường xuất hiện trong vùng nước ven biển ấm, có thể gây bệnh khi ăn phải hoặc khi vết thương hở tiếp xúc với nước bị ô nhiễm. Sau những trận mưa lớn và lũ lụt, nồng độ vi khuẩn này có thể tăng lên, đặc biệt là ở môi trường nước lợ và nước mặn. Theo cơ quan này, năm 2024, các hạt citrus Hernando, Hillsborough, Lee, Pasco, Pinellas và Sarasota đã ghi nhận tình trạng gia tăng bất thường do tác động của bão Helena.
Ngoài ra, Florida cũng bị bão Milton tấn công vào ngày 9 tháng 10. Bão Helena đổ bộ vào đông nam nước Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 246 người. Đây là cơn bão gây thương vong lớn nhất đổ bộ vào Mỹ kể từ bão Katrina năm 2005. Vibrio vulnificus là loại vi khuẩn tồn tại tự nhiên trong nước biển ấm, nước lợ và cần muối để sinh tồn. Theo USA Today, Vibrio vulnificus có thể phá hủy da và mô mềm để ngăn ngừa nhiễm trùng lan rộng. Các bác sĩ có thể phải cắt cụt chi của bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn này. Đây không phải là lần đầu tiên thời tiết khắc nghiệt gây ra đợt bùng phát vi khuẩn này ở Florida. Năm 2022 đã có 74 ca nhiễm và 17 ca tử vong. Giới chức y tế cho rằng các hạt Collier Valley tại Florida ghi nhận số ca nhiễm Vibrio vulnificus gia tăng bất thường ở thời điểm đó do có tác động của bão Ian. Một số ca nhiễm Vibrio vulnificus dẫn đến viêm cân hoại tử. Loại nhiễm trùng hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng, thường do vi khuẩn gây ra, dẫn đến hoại tử nhanh chóng ở da, mô dưới da và các lớp mô liên kết sâu gọi là cân. Một số chuyên gia đã phản đối việc sử dụng cụm từ vi khuẩn ăn thịt người để mô tả nhiễm trùng Vibrio vulnificus nặng. Họ cho rằng loại vi khuẩn này không thể phá hủy da khỏe mạnh và nguyên vẹn ngay cả khi tiếp xúc lâu dài. Những trận mưa lớn do ảnh hưởng từ bão Chami đã gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều khu vực thuộc miền Bắc Philippines, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Tờ Philstar đưa tin, các trận mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Chami đã gây ra tình trạng lũ lụt và biến các con đường trở thành sông ngòi, cũng như nhấn chìm nhiều làng mạc. Tại tỉnh Bicol, cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 400 km về phía đông nam, giới chức địa phương này cho biết việc nước lũ dâng cao bất thường đã khiến cho công tác cứu hộ gặp phải nhiều khó khăn. Phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Bicol, cô Luisa Calubaquip nói, "Chúng tôi đã cho triển khai nhiều đội cứu hộ, nhưng họ gặp nhiều khó khăn khi tiến vào một số khu vực do nước lũ dâng cao." Ở khu vực lân cận thành phố Naga thuộc tỉnh Bicol, giới chức Philippines ghi nhận có khoảng 300 ngôi làng đã bị nước lũ nhấn chìm hoàn toàn. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nói trong cuộc họp khẩn cấp tổ chức hôm 23 tháng 10 rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Bản thân tôi đang cảm thấy có chút bất lực bởi tất cả những gì mà tôi có thể làm là chờ đợi, hy vọng và cầu nguyện rằng không có quá nhiều thiệt hại về con người và tài sản. Nhà chức trách Philippines cho biết 92 khu vực đang bị ngập lụt và hơn 380.000 người bị ảnh hưởng vì cơn bão nhiệt đới Chami, tên địa phương là bão Christine, đang đổ bộ vào nước này. Tờ Philippine Daily Inquirer trích dẫn báo cáo của Cơ quan Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines Pagasa cho hay, vị trí tâm bão Chami đang cách thành phố Baler, thủ phủ tỉnh Aurora khoảng 310 km về phía đông và cách thành phố Infanta thuộc tỉnh Quezon 310 km về phía đông đông bắc. Pagasa khuyến nghị mọi tàu thuyền, người dân và khách du lịch cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc ở lại các bến cảng. Hàng trăm hành khách đang bị mắc kẹt ở một số cảng biển do tàu thuyền hủy chuyến trên đảo Luzon. Chính quyền đã điều động các lực lượng an ninh, y tế và cứu hộ đến các bãi biển, khu nghỉ dưỡng để đảm bảo an toàn cho du khách dịp nghỉ lễ Undas, ngày của người đã khuất sắp tới. Các quan chức chuyên trách ứng phó thảm họa khuyến cáo, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vì tác động toàn diện của thiên tai. Đối với những địa phương cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ, như tỉnh Isabela trong ngày 23 tháng 10 hoặc tỉnh Aurora vào ngày 24 tháng 10, Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines thống kê, tổng cộng hơn 380.000 người, thuộc gần 80.000 hộ gia đình, đang chịu tác động của thời tiết xấu khi cơn bão đổ bộ vào đất liền. Gần một nửa trong số này đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và cư trú trong hàng trăm trung tâm sơ tán trên toàn quốc. Bộ Giáo dục Philippines thống kê, hơn 17.000 trường học với tổng cộng 7,38 triệu học sinh ở 12 khu vực đã phải tạm dừng các lớp học trực tiếp tại trường để phòng chống thiên tai. Ít nhất 4 trường công lập đã bị nước lũ nhấn chìm. Chami là cơn bão nhiệt đới thứ 11 càn quét Philippines tính từ đầu năm tới nay. Nhiều cơ quan khí tượng trong khu vực và quốc tế dự báo, bão Chami có thể tăng cấp thành bão cuồng phong và đi vào Biển Đông sau khi ra khỏi khu vực theo dõi của Philippines vào ngày 25 tháng 10. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!